U23 Việt Nam nỗ lực hết mình ở trận đấu này. Trong hiệp 1, toàn đội có chút chệch choạc do lâu ngày không được thi đấu cùng nhau. Ở quãng nghỉ giữa hai hiệp, thầy Chu Xie có nhắc nhở và chúng tôi chơi tốt hơn nhiều trong hiệp đấu còn lại. Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ sau trận đấu U23 Việt Nam thắng U23 Guam với tỷ số 6-0. U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. Họ vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ và hàng thủ chơi lăn xả của U23 Guam. Phải đến phút 33, chính Thanh Nhàn là người kiến tạo từ cánh phải để Lê Văn Đô dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu. Trong hiệp 2, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với U23 Việt Nam. Đội chủ nhà có liên tiếp 5 bàn thắng nữa để kết thúc trận đấu với thắng lợi 6-0. Những người lập công là Nguyễn Văn Tùng, Hồ Văn Cường, Thanh Nhàn, Hoàng Văn Toản và Bùi Vĩ Hào. Như vậy, Nguyễn Thanh Nhàn trải qua một thành công với một bàn thắng và một đường truyền cho đồng đội ghi bàn. Cầu thủ này nói thêm, cũng đã có thời điểm khó khăn, nhưng chúng tôi đã chiến thắng. Hiệp 1, đội có những vấn đề trong việc triển khai bóng. Nhưng hiệp 2 thì U23 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn và ghi bàn nhiều hơn. Ở lượt trận thứ 2, U23 Việt Nam chạm trán U23 Yemen. Đội bóng Tây Á vừa thắng U23 Singapore với tỷ số 3-0 và gửi lời cảnh báo tới U23 Việt Nam. Huấn luyện viên của U23 Yemen tin rằng đội bóng này có thể là đối thủ đáng gờm đối với đội chủ nhà. Nếu đánh bại U23 Yemen ở lượt trận thứ 2, U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc giành ngôi đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2024.